tôi này, dân ở đây này, tôi cũng là cái dân mà đi phá rừng ở đây đây này, chứ tôi không làm gì chị đâu. Ê, tôi nói cho biết nha, cái thái độ của một thằng công an không ai mà nói chuyện với dân cái thái độ đó nha. Tôi là không có thái độ mà hả, mà chỉ nhỏ mà nói cái thái độ đó nha. Ủa, chỉ dân chỉ công an vào mặt. Có quyền đi tôi đây là đi tớ của nhân dân. À, rồi anh trình bày hết cái chị được làm đúng không? Chị đi còn cái chuyện. Tôi đi ăn cơm của dân. Tôi mặc áo của dân. À đấy hả? Ha, đồng tiền của dân đóng thuế cho tụi bay. Tụi bay không có thái độ mà nói chuyện cần nhìn cái mặt cái đó được. Rồi, dạ này, chị tiếp. Một tháng chị đóng được bao nhiêu thuế? Hả? Thuế. Ê, tao mua cái băng vệ sinh cũng là thuế của tao nha. À, vậy. Ê, tao mua cái băng vệ sinh cũng thuế của tao nha. Tao đổ xăng cũng là thuế của tao nha. Rồi, rồi. Ra nước ngoài nó không có thuế đâu. Ha, nè, mày đừng có nói chuyện với tao cái thái độ đó nha. Mày nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Chứ mày nói chuyện với tao có thái độ, tao mời mày ra khỏi nhà. Thôi, để tôi tống đạt cho chị thôi nha. Còn chị không nhận làm việc của chị. Thôi, để chị ra là bây giờ cái mày nói chuyện với tao mà đó. Mọi người thấy không? Công an mà nói chuyện với cái mặt ginh 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 vậy.